chưa? Cái này không phải là group news. Lấy cái iPad ra này. iPad của cô đâu rồi? Khóc nữa mà chi khóc để đau sầu. Màu rất đẹp hả? Bây giờ mình làm màu còn đẹp hơn. Giờ mình dán tiếp nha, số 9 nè. Đó, mình kê cái tay mình vô dán tiếp. Square móng ngắn nha. Đó, mình làm design móng ngắn rồi có đẹp không? Nhớ để cái đầu nó xuống cho nó thẳng. Ừ, số 5 nè. Số 5 nè. Đó. Hello Andy, hello mọi người. Đó, bây giờ mình làm cái này móng ngắn là chắc nhiều người coi. Cái móng này nó chắc nhiều người thích. Ok, số 4 nè. Móng này móng NATO nè. Cái móng nó có cái đường này thấy không? Dán một nửa thôi. Thấy tình yêu dán một nửa không? Ừ, dán cho nó ngay. Đè cái đầu nó xuống nè. Đó, cho nó cong xuống. Ừ. Số 5 nè. Ok. Hi Jessica, khỏe không? Long time no see. Ừ. Tối nay lâu này có hát karaoke không? Số 2 nè. Đó, đè nó xuống, đè cái đầu nó xuống. Đè cái đầu nó giống như đè dịch vậy đó. Số 9 nè. Dán móng không cần phải đè mạnh tay đâu, nhẹ thôi cho nó ngay rồi đè cái đầu nó xuống thôi. Ok. Số 5 nè. Ok. Số 4 nè. Dán một nửa cái chip thôi, một nửa cái đường này nè. Cái đường này nó có cái đường rãnh nhỏ này thấy không? Cái đường rãnh nhỏ ở đây này thấy không? Dán một nửa cái đó thôi. Ok. Người số 6. Số 5 nó hơi bự này ha. Số 6 cho nó gom. Số 6 nè. Bây giờ mình làm từ từ cho mọi người coi dán tiếp đồ ha. Rồi số 2 nè. Này dán nè. Đó. Ok, rồi. Bây giờ mình cắt nè. Ồ, không phải đâu, tại cho mua vàng dở á, mua vàng hay hát hay lắm. Rồi, anh chị em cắt nè. Cắt ngắn ha. Yeah, hello, so here. Good. Ok, cắt ngắn nè, thấy không? À, bây giờ mình cắt cái này thì mình đo. Ok, mình đo nè, mình quay lại mình đo. Nếu mà mình đo là mình đo như vậy. Đó, cái móng nó bằng nhau. Thường thường ngón út thì mình thấy nó giống như nó ngắn, nhưng mà khi mình đo quay lại thì nó bằng nhau ha. Rồi, mình cắt cái này nó dài ra một chút nè. Để mình lấy cái điểm này với cái điểm này mình đo nè, hai cái tay này mình mu lại nè. Đó, mình mu lại như vậy. Mình cắt mà, đó, nó dư chút nè. Nó hơi dài chút nè, cắt. Coi lại cho nó đều nè, thấy không? Nó đều nè, thấy chưa?
cắt bên đây cũng vậy, dài lên chút. Nhưng mà khi đo là mình đo lại, đó, mình đo lại. Đó nó phải như vậy nó mới là điểm, nó là cái điểm như vậy thì nó mới được, chứ không phải là anh chị em cứ đem lên cắt bập cái lấy cái bàn tay này đem qua đo cái bàn tay này, không đúng nha. Mình phải làm cho đúng theo cái trình tự của người nail của mình là phải chính xác, chứ không phải cắt gì đó giờ chẳng hạn như giờ cắt dày cái đó cứ nhắm cắt vô xong cái đem bàn tay qua đo, đem đây qua đo bên kia đâu được. Nè giờ mình đo nè, đó giờ mình lấy cái điểm này làm tựa nè, ngón cái trước nè, đó cắt nè, đó như vậy thì nó mới đều được nè, đó nè bỏ lên nè, bây giờ cắt nè, bây giờ đây mới gọi là đo cái móng nè, đây giờ mới là đo móng nè, đó đo móng nè, bây giờ đó, giờ mới đo thật sự đo móng, bây giờ nó dài hơn chút nè, cắt ngắn nè, đó nè, nó dài hơn chút nè, thấy không, cắt nè. Rồi bây giờ mình làm gì, mình chạy cái lằn cho nó qua cho nó đẹp nè, mình chạy nè, nè coi cái lằn ở chỗ này nè, mở cái máy nè, coi cái địa, coi cái này nè, nè mình coi là mình nghiêng qua nè, mình mu cái ngón tay nè, mình mu qua nè, coi nè, mu cái ngón tay qua nó chạy nè, thấy chưa, là nó đều rồi đó, là mình vuỗ sơ cái là nó chạy nè, nè mu cái tay nó qua nè, thấy chưa, là nó láng rồi đó, mu cái nè, mu nó qua mà để nhẹ thôi, tự động nó chạy thôi à, đó chứ nè, mu nó qua nè, đó mu nó qua nè, mù nó qua cái nè, đó thấy giờ là ngón tay nó mỏng đều nè, nó không có cái gờ. Chắc vậy quá. Nè mù qua nè, mù qua nè, đó nè, mù nè, mù nè, mù ngón tay qua nè, thấy giờ đó nè, mù nè, mù nè, mù nè. Anh có bán cái đồ kia tay không? Có em, gọi số điện thoại 832-216-7717 nha, gọi số điện thoại 832-216-7717, chỉ có 10 đồng một cái thôi đó, mua 10 đồng một cái dễ xài tới già luôn. Rồi bây giờ mình làm square, ok, mình làm square là mình phải làm cái gì? Mình phải vũa mắt cái góc này đi, để chi cho nó đẹp. Nó đây, tình yêu chỉ nè, đây nè, khi mà mình làm là thấy không, hai cái góc hai bên này nó bự nè, đó mình vuỗ nè, vuỗ nhẹ nè, à vuỗ nhẹ nè, cho hai cái góc nó mắc, để cho nó gom cái đầu móng vô, để khi mình đắp bột nó không có bị bè ra, hiểu không? Đó mấy cái móng này nè, mình phải làm mấy cái này, vuỗ nó đừng có thò lên, mình đắp lên cũng được, nhưng mà mình phải khéo kìa, mình phải khéo tay thì mình mới làm nó đẹp được, còn không mà mình vũa, mình chịu khó mình vũa này đi đó, mình vũa này cho nó đẹp, nó ôm sát vô luôn, nó ôm sát cái móng vô luôn. Ừ nè, đó bây giờ đó, mình vũa cho nó gom nè, cho nó thẳng luôn nè, bây giờ cho nó thẳng luôn cái móng, là nó ra góc vuông luôn, tí xíu mình đắp bột lên mình vũa sơ cái là xong. Mình khi mà mình vũa đó, mình vũa như vậy nè thì nó dễ hơn là mình đắp bột lên mình vũa trước khi mình đắp bột, hiểu không? Mình vũa trước khi mình đắp bột nó dễ lắm, làm chẹt mà vài cái là nó ngay rồi, nó thẳng liền. Còn không mình để là nó bị cong ở dưới cái đôi thì nó bè ở chỗ này nè, là nó sẽ làm bự cái móng ra, nhìn cái móng nó thô, mình chịu khó chút xíu là nó đẹp thôi.
Rồi, chuẩn bị mình làm ha. Bây giờ mình lấy đồ nghề, mình design cái gì mình lấy ra trước. Ok, rồi. Phủi bụi. Đó, trước khi mình phủi bụi nè. Ok, mình phủi bụi xong là mình làm gì? Mình phải xức cái primer trước. Đó, xức cái primer trước. Đây, mình xức cái primer trước cho nó. Ok. Đừng có quên nha, xức nè, nhẹ thôi. Gái nào mà đẹp, gái nào mà đẹp chạm lại anh ơi, để tụi em còn chiêm ngưỡng. Gái Mỹ nữa, gái để dành cho anh không hết thì cho em chiêm ngưỡng làm gì. Gái tôi dành, gái tôi còn chiêm ngưỡng không hết nữa, để cho mấy người chiêm ngưỡng tầm bậy tầm bạ. Tôi còn không có xài đó, mới đâu mấy người xài. Ok, mình làm, nó đòi hỏi trái tim thì mình lấy trái tim. Đó, lấy cái tờ giấy ra. Trái tim, ok. Màu white, ok, white. Sao biết tình thương có phải đau lòng. Màu này là A11. Ok, A11 mình đắp nguyên móng. Hôm nay chị không đi làm hả? Có chứ, trời ơi. Mình chỉ chiêm ngưỡng thôi, nhưng mà mình đừng có làm bậy. Thấy không? Đâu phải là mấy anh cứ nghĩ là mấy đồ tôi đàn ông là hở chút là sợ. Mình nói nhưng mình không có nên làm. Mình làm là mình phải giấu. Mấy anh cứ vậy hoài, bởi vì mấy bà cứ lắng lướt. Mình có nói chuyện bình thường, đừng có phải sợ gì hết. Đó. Làm gì thì làm, nhưng mà đừng có sợ. Ok, bây giờ mình làm cái ngón này, mình làm fan trước. Ok. Đây, bây giờ mình làm fan thì thường yêu làm fan là tình yêu cắt bằng cái này. Cắt ra fan luôn. Đó, đẹp lắm. Chùi cỏ nè. Ok, cái quai nè. Cái quai nè, bỏ lên nè. Hơn nửa móng. Đó, hơn nửa móng nha. Cứ nói cái gì cũng sợ hết thì sao được. Nói gì cũng sợ hết, sợ mấy bả hết. Ai biểu nói bậy làm chi. Nhớ làm bậy nhưng phải giấu nghe không. Làm gì cũng phải giấu. Nhớ cho nó thẳng vô nè, cho nó thẳng vô cái móng nè. Chị em thấy không, phải ém vô trong cái móng cho nó thẳng. Thấy chưa, đó, cho nó thẳng nè. Nó ngắn nhưng mà mình vẫn làm design được nha. Đó, đẩy vô nè. Cho nó thẳng, thấy không? Ém nó vô, ém cho cái móng nó thẳng vô. Ok. Hello chị Kim Lợi. Khỏe không chị ơi? Ok, cho thêm phát nữa nè. Cho thêm phát nữa nè. Anh chị em muốn cắt nó cong nè, anh chị em muốn cắt nó cong nè, tình yêu chỉ cho nè. Ok, chẳng hạn như bây giờ cái này là số 4, đúng không? Mình lấy số 5 mình cắt. Đó, mình lấy số 5 nè, mình lấy số 5 mình cắt. Hồi già là không có thấy đường không ta? Nè, số 5 nè, mình cắt cho nó cong nè, đó, mình thấm xuống nè. Cắt nè, bỏ tay lên đây cắt. Lui về phía sau nhiều một chút nè, lui về phía sau nè. Đẩy lên nè, nó sẽ cong nè. Đó. Thấy chưa? Thấy nó cong không? Thấy nó cong không? Anh chị em biết cách cắt là nó sẽ cong. Đó. Nhớ. Thấy không? Thấy nó cong không? Đó, nó cong nè. Mình làm đây là cái kiểu của mình. Đó, mình phủi cái này đi. Rồi. Bây giờ mình bỏ bột phin lên luôn. Đây, mình bỏ bột phin lên luôn nha. Đây.
thiên nè, bỏ lên nè. Cá mình bỏ lên nè. Đó, mình làm luôn. Cho nó ra ngón luôn nè, đó. Đưa xuống nè, đập tới đây ngưng nè, tới đây đập nè, đập nó xuống nè. Thấy chưa, tới đây là mình ngưng, đập. Đập nó, đó, đập, đập nó. Đừng có cho nó chạy xuống dưới. Đập nó, đó, đập, đập, kéo nhẹ nó, đó, tí xíu là mình dũa nó ra. Thấy chưa? Thấy dễ không? Dễ không? Dễ thấy mồ nổi luôn. Đó. Đập, đập, đập nó, đó. Màu đẹp, đẹp chán luôn. Tí xíu mà. Rồi, bỏ lên. Bây giờ mình bắp cái này với lại trái tim. Đó. Trái tim thì mình lấy cái con như cái nhíp. Cái nhíp mà nhỏ lông nách á, hôm bữa mình nói á. Cái nhíp nè, đó, cái nhíp nhỏ nè. Đó. Ok, bây giờ mình đắp nguyên móng nha, mình đắp nguyên móng nè. Oh, cảm ơn, màu pink quá đẹp hả? Ok, màu này là màu A11 nha mọi người. Nè, đắp, đắp hơi mỏng mỏng chút. Nè, bỏ lên nè. Ok, đẩy lên nè. Nhớ nè, đó, nhớ nè. Nhớ nè. Kéo nhẹ nhẹ xuống nè, đó. Lo cuticle đẹp nè, đó. Màu mà nó dễ thì mình lo cuticle trước. Màu nó khó thì mình lo cái thân trước. Nó phải là nó ngắn nữa, mình dễ làm, phải không? Nó ngắn thì mình dễ làm. Kéo vô nè, đó, kéo vô. Kéo vô. Đó, kéo vô. Thấy chưa? Rồi giờ mình kéo, mình lấy bột ra nè. Đó, nhớ ém hai bên cái góc này cho nó thẳng nè. Thấy chưa? Ém hai bên cái góc này nè. Cho nó thẳng là lấy cục bột ra. Đó. Rồi xong mình làm cái gì? Đây, mình lấy cái nhíp. Đó, mình lấy cái trái tim. Ok. Đó, lấy trái tim nè. Sờ vô trái tim. Đó, bỏ trái tim lên đây. Đó. Canh cho nó ngay. Để nó xuống. Thấy chưa? Ok, đẹp nhức nách luôn. Rồi, đè nó xuống nè, đè nó xuống nè, đó, tí xíu. Rồi, lấy bột lia bỏ lên luôn. Đó, bột lia nè, bỏ lên luôn. Hello Mai Khánh, hello em yêu, hello ghẻ đẹp from New York. Đây, bỏ lên. Nhớ nè, vuốt xuống nè. Kéo nhẹ nè, cho nó khô vờ trái tim nè. Đó, cho trái tim nó nằm ở trong. Ok, nhớ nha. Nhớ là phải có bột lia trong thôi là dũa dây băng dăng trái tim là trái tim, mà có là trái tim bên lề luôn á. Bây giờ, đó. Chưa khô vờ nổi, cho thêm miếng nữa đi cho nó chắc. Đẹp không? Đơn giản mà đẹp. Đó, bây giờ tới phiên phần này nữa nè. Nay là trái tim mùa đông hả? Ồ, trái tim là trái tim rỉ máu chứ mùa đông cái gì. Trái tim này là trái tim rỉ máu. Không, không có máu là không có tiền. Ok, rồi trong khi chờ khởi mình phải trong khi chờ đợi thì mình lấy cái này ra.
mình làm đúng ra là mình phải chuẩn bị trước. Mà mình mấy cái này nó cũng dễ cho nên mình không có sao. Mấy cái này là mình cắt á, hiểu không? Cái phôi á, mình cắt nó ra cũng được, hay mình xé nó ra cũng được. Cắt cho nó dài phát đi. Đó. Ừ. Rồi. Đêm đông. Hello Ngọc Huỳnh yêu. À, da da da. Rồi đắp luôn cái ngón này. Ok. Đắp luôn ngón này ngón cái. À, giờ mình đắp bột. Cái nào mình ấy mình đắp trước. Đắp nè. Bỏ lên nè. Yeah, đưa ra nghiêng qua nè, nghiêng cái móng tay qua nè, nghiêng móng tay lại nè. Lo cái cuticle là thấy chưa? Nghiêng qua kéo nè, cho nó mỏng nè. Đó, kéo bột, kéo. Nghiêng qua nghiêng lại kéo nó mới thấy đường, chứ không thôi là không thấy đường. Nhớ là mình phải nghiêng cái móng tay người ta rồi người ta nó mới đủ bột, chứ không thôi nó không có đủ bột hai bên. Mọi người làm nhớ một điều là tại vì sao mà mấy người đắp bột mà nó có thiếu hai bên này không? Đó là do mấy người không có chịu nghiêng. Nghiêng cái móng nó qua nó mới ra được cái, nó mới thấy đường. Đây anh chị em cứ để như vậy nè, anh chị em vuốt đây nè. Vuốt cái hồi cái chỗ này nó thiếu ở chỗ này nè. Đúng không? Nó hay thiếu ở chỗ này nè, đúng không? Nó hay thiếu ở bên góc này đúng không? Đó. Đó. Đó, này là móng ngắn nè. Này là móng ngắn lạ quá đúng không? Này là móng ngắn là đúng lạ luôn á. Đó, xong. Rồi, bây giờ mình làm cái móng này. Đó, mình làm cái móng này. Nè, mình bỏ. Bỏ bột phiên lên. Bỏ màu trắng lên. Quậy nhẹ một cái. Đó. Kéo nó xuống. Kéo nó xuống nè. Đó. Rồi. Bỏ màu phin lên. Bỏ màu phin lên nè. Đó. Bỏ màu trắng lên. Ít thôi. Đó. Lấy nó ra. Kéo nó xuống. Được chưa? Đó. Bỏ một phiên lên chút xíu thôi. Đó. Bỏ một phiên màu trắng lên. Trắng bỏ chút xíu thôi. Lấy cái phiên này dư đẩy qua đây. Đó. Rồi kéo nó ra, kéo nó xuống nè. Rồi xong xuôi. Bỏ cái phôi này lên chút xíu thôi. Lên. Bỏ gì đây nữa nè. Nè, xong rồi, đó. Bỏ bột lia luôn. Phủ bột lia luôn. Ngắn thì mình làm theo ngắn. Thấy không? Nhớ lúc nào đắp bột mình phải đưa bột vô trong cái móng nghe không? Nó phải đưa bột vô trong cái móng này.
chứ không thôi là nó sẽ bự cái móng, nó sẽ to cái móng. Hello Phước, khỏe không Phước? Ừ. Phước khỏe không? Hôm nay Phước làm giỏi quá. À, Phước lúc này làm giỏi lắm nha mọi người. Đừng chê anh Phước nhà ta nha. Phước làm giỏi lắm á. Phước làm đẹp lắm á. Rồi, qua đây ngon Úc. Qua đây ngon Úc nè. Ngon Úc nè. Bỏ lên. Bỏ lên. Vuốt nó ra. Bỏ pin lên. Bỏ pin lên nè. Bỏ trắng lên. Chút xíu thôi. Quay nhẹ nhẹ nó. Lấy ra. Lại không? Đơn giản không? Bỏ pin lên. Nhớ làm mỏng mỏng nha, để còn bỏ bột lia nữa nha. Nè, màu trắng bỏ lên. Quậy nhẹ nó một cái. Đó, ra màu bột. Thấy chưa? Đó. Rồi, bỏ cái này lên. Bỏ lên. Nè, xong rồi bỏ bột lia lên. Bỏ bột lia lên. Đúng rồi, bắt chước đi, làm đại đi, kệ móng ngắn. Thường thường anh chị em đâu phải lúc nào cũng có móng dài đâu, phải có móng ngắn. Bây giờ nó muốn design thì mình phải làm thôi, đúng không? Cái gì mình cũng phải làm hết á. Làm đi, biết đâu được. Làm đi, tí nó thấy thương nó cho 20, nó cho 20 tối đổ xăng. Nhớ ếm nó vô, ếm cho nó vô cái móng. Xí. Nhìn dễ thương lắm chứ bộ. Tiếp tục bên kia. Đổi cái giấy nè, cái giấy cho nó sạch. Đổi cái giấy cho nó sạch chứ không gì trơn á. Đó, nè, cắt cái quai trước, đúng không? Cắt cái quai trước. Cho nhiều vậy anh. Cho nhiều đâu, cho chút xíu là nhiều gì? Cho nhiều đâu, đâu có cho nhiều đâu. Có đâu cho nhiều em. Nhìn thấy dễ nhưng làm khó quá. Trời ơi, anh làm thấy nó dễ muốn chết luôn, có gì đâu khó. Anh chị em nghĩ sao mà nó khó? Tại vì mình không có tập trung thôi. Mình chịu khó tập trung vô mấy cái này nè anh chị em, đơn giản lắm. Tại vì mọi người cứ lúc nào cũng nói khó khó, tình yêu thấy đâu có khó đâu. Khi mình cắt mấy cái bột này nè, mình cắt nó cong á, là mình phải để cho nó hơi khô khô. Ok, mình phải để cho nó hơi khô khô thì nó mới đẹp được. Nó mới cong được.
Thấy không? Nhớ nha. Số 4 là mình muốn nó cong là mình phải lấy số 5 mình cắt. Ok, lấy số 5 nè. Số 5 nè. Số 5 là nhúng vô ly quịch nha. Nhúng vô ly quịch nè, cắt nè. Lùi về hướng của mình nhiều chút nè, đó lùi về nè, xong mà đẩy lên. Thấy chưa? Lấy ra là nó cong liền chứ gì. Cong bao nhiêu không được. Rồi xong rồi mình lấy cái bột pin nè, bỏ lên pin nè, cắm xuống. Đơn giản, đang giỡn không? Đập, đừng có cho nó qua cái quai thôi. Đó, đừng có cho nó qua bên đây. Kéo nhẹ nè, đó. Thấy chưa? Tí xíu mình vũa ra là nhít cái nách liền cái gì. Rồi, làm một pin. Nhớ làm mỏng thôi nha, nhớ làm mỏng cái pin này. Đó lên. Ok. Làm tiếp đi, kiếm tiền đi. Tối về coi lại. Nhanh gọn lẹ không? Đâu có lâu đâu, làm bộ leo đâu có lâu. Không, lấy nhớ là hai bên góc này nhớ cho nó thẳng nè. Thấy không? Nó thẳng rồi. Bỏ cái lấy trái tim. Trái tim nè. Rờ vô trái tim. Bỏ vô. Thấy không? Bỏ vô. Lấy bột lìa nè, bỏ lên. Rồi, thấy không? Xong. Cực kỳ lẹ luôn. Là ngón này. Nghiêng qua. Nghiêng lại. Em đến. Sáng giờ không có khách làm, buồn quá anh ơi. Vì lấy con lấy tay con vợ ra làm. Lấy tay con vợ ra làm cho nó đỡ buồn. Giờ anh biết là phải anh phải làm sao. Lấy tay vợ ra làm cho đỡ buồn.
Màu đẹp quá ha, màu nhẹ nhàng quá, màu quá nhẹ nhàng. Màu đẹp đẹp, màu nhẹ nhàng thôi. Rồi tiếp tục làm cái marble. Ít thôi, nhớ lấy ít nè. Lấy màu trắng ít thôi, thấy không? Bỏ lên, quấy nhẹ 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 cái tay ra, đó. Quạch nó ra, lấy nó ra xuống bớt, đó. Rồi mình tiếp tục màu hồng, bỏ lên, nè. Đó, lấy màu trắng bỏ lên, đó, ít màu trắng thôi. Quạch 2-3 cái thôi là được rồi, đừng có nhiều quá. Quạch nhiều quá nó không có ra đâu. Ừ. Phát nữa, làm phát nữa cho nó nhẹ nhàng nè, bỏ lên. Đó. Bỏ màu trắng lên. Ừ. Bỏ lên 2-3 cái thôi. Ừ. Xong rồi kéo nó xuống. Ừ. Cho nó ngay. Rồi bỏ cái này lên, bỏ ít thôi. Nãy em nào nói bỏ nhiều thì giờ mình bỏ ít. Đó, muốn thích ít thì bỏ ít. Đó, bỏ ít thôi. Thích ít thì cho ít. Đó. Nè, ít thì bỏ ít thôi. Lên phát nữa. Đó. Rồi, bỏ bột lia lên. Phủ nó. Nè, bột lia. Đó, bỏ lên. Sáng giờ bị vợ hành đó hả? Chết, chết mẹ không? Làm đó không có tiền rồi mà còn bị vợ hành đó. Chết cha. Không sao đâu cưng. Vợ nó hành không sướng chỗ này cũng sướng chỗ khác. Đừng có nghĩ bậy nha. Sướng trong lòng thôi. Chứ mấy bạn đừng có nghĩ tầm bậy nha. Sướng là sao? Là được con vợ nó sai khiến đó. Sướng. Chứ không phải là mấy bạn đừng có nghĩ là nghĩ tầm bậy chết tôi luôn á. Tôi không có nói bậy, mấy bạn nghĩ bậy là chết tôi phải giải thích. Đó. Ý này là không sướng chỗ này, không sướng chỗ khác. Nghĩa là sướng trong tim, sướng trong não. Đó. Đúng không? Nói lâu nay bà không có hành mình, tự nhiên giờ khách nó vắng nó hành mình sướng. Kêu đi gì? Đi mua ăn hả? Kêu mua vịt quay tối về hai đứa ăn hả? Mua kêu anh ông rảnh ông đi chạy ông mua con vịt quay hả hay sao? Kêu đi mua con vịt quay về tối vắng quá hai vợ chồng mình mua con vịt quay ăn hay sao? Bỏ lên. Rồi, giờ bỏ bột lia lên thôi là xong. Đơn giản, kiếm tiền. Nhanh gọn lẹ. Móng ngắn làm design.
Rồi, xong. Dũa thôi. Đó, xong rồi, dũa. Nó là robot mà, đi đâu đụng tới đó. Anh chị em nhớ mua cái này trên eBay nha, Amazon gì cũng có. Mua về xài, đủ thứ loại hết ạ. Màu tình yêu đang xài là màu A11 nha, A11 đắp ombre cũng được luôn. Đó. Còn mấy cái phôi này là gì? Tình yêu nói đói rất là nhiều rồi đúng không? Mua trên eBay luôn. Nó có nguyên hộp. Ok, nó có nguyên hộp nè, màu gì cũng có hết. Đó, mua về xài. Ok, tính các thứ các loại màu. Giờ mình dũa ha, giờ mình dũa ha. Cái kia đâu rồi? Dạ. Cái kia đâu dục rồi hả? Dạ. Đi đem này dục đằng sau luôn đi. Đừng để đây nó hôi lắm. Đây. Giờ mình dũa nha mọi người. Give me that. Đó, giờ mình dũa nè. Ai nói móng ngắn design không được đâu. Móng ngắn design cũng được đó. Quan trọng là có đẹp hay không. Giờ đẹp hay không đẹp thì nó thích là được rồi, đúng không? Khách nó thích là được rồi. Làm bộ neo này ăn 55 đồng sướng chết. Làm bộ này gắn nếu mà vui lấy 60 cũng được. Tùy theo khu vực. Như tình yêu thì tình yêu lấy 60. Ngon hơn hai bộ full set luôn. Đúng không? Bỏ mấy cái làm sẹt lấy 60 xuống. Nói chung mình phải biết làm chứ không phải làm tầm bậy tầm bạ lấy tiền đâu nha. Cọ siêu phụ em xài số 14 thì ai nói gì đâu, ai nói xài số 24 đâu. Phước xài cọ 24 mà đừng nói sao. Ờ vậy hả, tưởng sư phụ nói, đừng nói với sư phụ xài cọ 54 nha. Đừng khai sư phụ ra nha cưng. Phước, đừng khai sư phụ 54 nha cưng. Cọ sư phụ là cọ 14 thôi, ok. Đừng nói cọ, nói lộn, cọ sư phụ 54 chết cha sư phụ luôn. Rồi nó ngay chưa? Đó, giờ mình úp cái tay lại, mình thấy cái móng tay nó thẳng nè, thấy chưa? Đó. Dễ dàng. Kim cơm. Con đi ra đằng sau con dục rác rồi hả? Dạ. Con đi ra đằng sau con dục rác hả? Dạ. Để đó chú dục cho. Con dục hả? Chuột dục à? Dạ. Con đứng đó hả? Phải đứng coi nghe không? Đi ra đằng sau rồi đứng coi. Dạ, tại nãy dục mấy cái kia xong rồi sao?
Hello Từ Thủy, hello hello. Hello nhé. Nào giờ. Rồi bây giờ xong rồi đó, ai muốn đi đâu đi. Giờ xong rồi. À, giờ chỉ có chờ giũa thôi. Ai coi thì giũa, ai coi thì giũa, ai không coi thì đi chơi. À, hello hello Thảo. Sao em ép em ác vậy Thảo? Em chụp hình mà em đẹp vậy, con chồng em xấu xấu quá vậy cưng. Sao em dìm hàng quá vậy? Em á nha, đừng có bắt chước sư phụ nha, đừng có lòi ra tính ác nha cưng. Chồng dễ thương vậy mà nó bắt nhỏ hiếp con mắt, nó chụp hình ông nội ơi. Chồng đẹp trai vậy mà kêu chồng hiếp mắt cho bằng được à. Dìm hàng quá. Cười gì? Nó nói đúng quá mà, thấy nó hiền ăn hiếp nó quá. Phải không? Thấy nó hiền ăn hiếp nó hả? Hello Kim Bùi, hello Nguyễn Thủy. Mấy cái này đơn giản ha, quá trời đơn giản luôn, làm kiếm tiền cũng dễ, nó cũng không có cầu kỳ lắm. Anh chị em nhớ, những cái mấy cái này nó đơn giản lắm, làm nó cũng được, những dễ thương. Tại vì mấy đứa này nó trẻ nhiều khi, nhưng mà nó phải đi làm á, cho nên nó không có làm món dài được đâu. Nó có nhiều đứa thì nó chịu chơi, nó làm món dài. Lần đầu tiên nói chung là bên tình yêu á, bên tiệm tình yêu là ít có làm món ngắn lắm á. Mà cô này là có làm món ngắn. Ok, bây giờ mình giũa ha, giũa. Giũa Kitiko, giũa Kitiko nè. Mở máy lớn lên, giũa. Đó, giũa nè. Kiriko. Minh Nguyễn nào vô trễ. Đâu vô trễ thì coi lại. Đâu sao đâu. Coi nhớ coi lại thôi. Hello bà, hello Đức, khỏe không Đức? Mấy cái này thấy gì chứ cũng không có khó gì đâu. Anh chị em ơi, nó dễ lắm. Tại vì mình cứ lúc nào mình trong đầu mình cũng cái gì cũng design là khó, không có đâu. Làm sẹt là xong mà. À. Thấy không? Khi mình tưởng là nó dày đúng không? Tưởng là nó dày, khi mà đắp nó mỏng lét à? Nó đâu có dày đâu. Thấy nó mỏng không? Anh chị em có tưởng là nó dày, nhưng mà mình canh cái độ đắp của dày mỏng cho mình, cho khách á. Khi móng nó ngắn móng dài, mình phải canh mình cắt cho nó, mình đắp bột cho nó mỏng rồi nó đẹp. Ok, hello Tiểu Vinh,
Em học cái gì em? Em học yêu hả? Hay học gì? Hay là học chơi? Anh là có kinh nghiệm học chơi, anh có kinh nghiệm chơi dữ lắm. Chứ anh không biết dạy gì cho em hết. Anh chỉ dạy chơi cho em thôi. Chứ dạy neo anh không dám. Nhớt clean ở dưới luôn nha, cho nó về, nó lỡ nó có rờ rờ ở dưới nó không có bị nhám. Chiều nay em mở lớp em học hả? Em học cái gì? Em muốn học cái gì? Ồ, Tiểu Vinh là đại sư phụ mà kêu tôi dạy học sao tôi dám cho nổi. Ồ, anh đi dạy người ta mà tôi dám, sao tôi dám dạy anh được? Dạy dạy chơi được không? Anh là anh thích dạy chơi à. À chứ giờ cho Tiểu Vinh là chỉ có dạy chơi thôi. Đừng nghĩ vậy nha. Uống rượu, uống rượu. Em thích học lắp bột làm mà sợ cả. Sợ gì? Sợ cảm hả? Sợ gì em? Em đắp bột mà em sợ cái gì? Em sợ sướng hả? Em đắp bột mà sợ sướng hả? Anh, em yêu những gì anh tình yêu làm. Đừng nói cho tôi vui nha. Đừng thấy tôi còn nhỏ gạt tôi nha Tiểu Vinh nha. Anh chị em nhớ nè, thấy thấy tình yêu chỉ là cái đầu nè. Mình phải chạy ở dưới cái đầu nè, thấy không? Cái đầu lúc nào nó cũng mỏng là thấy chưa? Thấy cái đầu nó mỏng không? Nhìn ăn gian cho nó, nhìn nó natural cho nó đẹp. Ok, nhìn cho nó chà, cho nó natural. Đó, giờ mình vuốt nè. Anh tình yêu ơi, đầu vuốt mình đó bằng gốm hay bằng... Cái này bằng thép em ơi, không phải bằng gốm đâu. Cái đầu này đầu mới của anh mà. Cái đầu vũa mới. Chứ không phải cái đầu mới của anh. Đầu mới của anh nó lục rồi. Nói gì ta hiểu lầm chết luôn. Tưởng anh đi tăng trang đầu. Tưởng anh đi review cái đầu. Nó chết luôn anh luôn. Đầu này đầu vũa bằng thép nha. Đầu vũa này đầu vũa mới. Rất là ngon, vũa rất là sướng. Ok. Cái đầu dũa này, đầu dũa của anh, đầu dũa của anh, đầu dũa mới, ok. Chứ nói phải nói cho rõ, thời buổi này mấy em Út hay nó hay bắt bẻ lắm, ớn lắm. Nó nói cái đầu của anh nó chắc chết luôn, trốn luôn.
Phước nói gì em muốn đắp bột sợ chảy máy đó sư. Trời ơi em chạy máy em xịn luôn rồi, em mà giờ giỏi rồi Phước, em sao không? Em cứ sợ hoài, cái gì em cũng sợ hết á. Tiền em có sợ không? Lúc làm xong rồi có tiền em có sợ không? Ừ. Chị kia nào nói, chị kia nói vậy đó, chị nào nói đâu, chị nào nói hay Phước nói? Ừ. chị nào mà nói đắp bột rồi sợ dũa không dũa thì sao nó không dũa thì sao nó xong? Ừ. Phải dũa chứ. Ừ. Nói dùm thôi nha, đừng chơi dùm nha cưng. Chơi dùm nó quýnh chết. Chơi là không có thể nào giành được nha. Ăn uống là không có giành được nha Phước nha. Nha. Nhớ mày mốt ôm sư phụ ôm cái thôi. Mày cứ giành mày ôm hết rồi chúng nó quýnh mày chết. Nhậu say vô mới giả bộ mày say vô mày ôm siêu phụ không, còn mày không để cho người khác ôm mày. À Phước, đi học gì kỳ vậy, đi học gì mới dành ôm siêu phụ không mà chết luôn. Thu Trang là ai ta? Thu Trang là đứa nào ta? Thu Trang có phải học sinh không? Thấy nha, thì khi tình yêu là mà thấy không? Móng ngắn nó nhìn nó mỏng lắm, nhìn nó rất là mỏng. Nhưng mọi người nhớ cố gắng đừng có làm cho nó dày. Anh chị em nhớ làm cho nó mỏng, nhìn nó natural, nhìn nó đẹp. Chứ đừng có làm nó dày nha, làm mỏng thôi. Rồi, giờ mình dũa cho cái móng nó bằng lại nè, dũa cho cái móng nó đẹp lại đó, rồi xong là mình dũa cái xếp lại cho nó đẹp nè đó. Cho nên thôi là nó không có ngay. Ừ. mình phải check lại trước khi mình dũa, mình cho nó đi rửa tay đó, mình dũa lại cho nó ngay, thấy không, cái xếp lại cho nó ngay. Ủa, phát nữa cho nó đẹp đó, quay cái tay lại nè, dụa thẳng nè.
Đó, cho nó thẳng nè. Móng square là phải square. Ok. Chị nói lại cho sư phụ biết đi. nói gì Phước, nói gì mà chị nói lại cho sư phụ biết đi là sao? Chị đã không dám nói rồi, kêu em nói rồi, kêu chị nói lại nó cưng. Em mày hư quá. Tối nay về hát karaoke nổi không ta? Lâu quá không hát karaoke, nhớ quá. Hát mà cứ ho, học sọc, hát gì nổi. Hát karaoke gì mà ho sọc. Mẹ về chưa? Bỏ treo luôn, à, làm bộ neo đơn giản, lẹ làng, sọc sẹt lấy tiền sướng muốn chết luôn. Anh chị em thấy không? Ok, go wash your hand baby. Bỏ treo lấy tiền, lẹ sẹt xong. Ngon lành đúng không? Ngon lành cành đào. Ở bên đó đóng cửa không? Không có, bên đây đâu đóng cửa đâu. Đóng cửa sao làm? Đóng cửa là sao dũa được? Đóng cửa là đâu có dũa được đâu. Đóng cửa là dẹp luôn rồi. Tại bên đây đâu có gì đâu. Bên đây ok mà. Không biết mọi chỗ khác có ok không? Nhưng mà bên tình yêu thì ok đó. Bên tình yêu đâu có gì đâu, không có gì thay đổi cả. Nhớ đem tô uống bò về nha. Ý xa, turn on cái đó lên cho nó đi. Nhẹ nhẹ thôi. Ok. Giờ mình bỏ chị đó nói là em muốn đắp bột mà không biết chạy máy. Biết rồi. Anh có nghe nói, bên Đức đóng cửa 2 tuần rồi phải không em? Bên Đức nghe nói đóng cửa 2 tuần rồi. Anh có nghe nói mấy đứa em ở bên Đức nó cũng nói là đóng cửa 2 tuần. Chị em thấy nè, bây giờ mình bỏ treo lên nè. Thấy chưa? Bỏ treo lên nè.
nhìn đơn giản dễ. Thấy không? Đẹp nhức nách luôn cho dẫn chơi hoài. You like it, baby? Uh-huh. Ok, put it in. Đúng rồi, nghe à, anh nghe bên Đức đóng cửa rồi, có mấy đứa em nó cũng đóng cửa 2 tuần lễ à. Biết cuối tháng này nó cho làm mở cửa lại không? Nhà không cho mở cửa là chết luôn, đói luôn. Làm gì làm chứ cũng phải có cơm ăn cho đói luôn, chết luôn. Giờ mình bỏ dầu ha. Mình bỏ oil nè ha. Nhìn đẹp không? Nhìn bàn tay không? Đẹp nhức nách luôn. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Nhìn đơn giản thôi. Không có cầu kỳ nhưng mà nó kiếm được tiền cho mình ha. Thấy không? Mấy cái này là mấy bạn cần phải copy học hỏi nè. Đó, để chi cái móng nó ngắn á. Cái móng ngắn đa số là móng ngắn nhiều đúng không? Đa số là tình yêu hay là móng dài, nhưng mà móng ngắn mình cũng có thể design được nha. Thấy không? Nhìn nó bá cháy bồ chét luôn. Đó. À, anh cũng hy vọng là tụi em được mở cửa trở lại để làm kiếm tiền chứ. Đó, chết luôn cho kiểu này là anh em là chết đói luôn. Ok, nhìn nè. Thấy không? Nhìn rất là dễ thương. Đây, anh chị em cho coi. Đó, đơn giản thôi. Kiếm tiền, lượm tiền, lượm tiền. Đơn giản mà đẹp, đúng không? Rồi, tình yêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ bộ nail thứ hai. Hôm nay mình like bộ nail thứ hai. Đó, anh chị em nhớ cố gắng học hỏi, copy mấy cái màu đơn giản nhẹ nhàng, làm kiếm tiền đơn giản. Ok, 60 đô na. Đó, tối nay về có 60 đô na là về là bảo đảm luôn. Đó, rồi để đây nữa coi cái nữa đi rồi mình chia tay. Đó, thấy chưa? Cho anh chị em coi phát nữa đi rồi mình chia tay. Rồi đó. Cho vài trái tim ủng hộ đi đó. Đơn giản không? Thấy chưa? Nhìn cái square của mình là nó phải square. Nó nhìn nó gom gọn nha mọi người. Nhìn nó gom gọn vô cho nó đẹp. Ok. Rồi, tình yêu xin chúc anh chị em một đêm thật là vui vẻ. Có thể tối nay mình hát karaoke, trò chuyện chơi tiếp tục. Bye nha mọi người. Tình yêu xin tạm biệt. Chúc anh chị em ăn cơm ngon miệng.